35 trung tâm bóng đá cộng đồng với tổng cộng gần 900 vận động viên nhí thuộc hai lứa tuổi U10 và U11 được đăng ký, tức là dành cho những cầu thủ sinh năm 2013 và 2014. Sau 88 trận đấu với 121 bàn thắng được ghi, Cúp Viettel 2024 đã tìm ra những tập thể và cá nhân xuất sắc ở từng lứa tuổi. Lứa tuổi U10 vô địch Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Tuyên Quang, hạng nhì là câu lạc bộ bóng đá mùng 10 tháng 10 Việt Trì. Ở lứa tuổi U11 vô địch là Golden Ball Hải Phòng, hạng nhì là C+FC. Đã có nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức các giải bóng đá cộng đồng, ông Vũ Huy Bền, phụ trách đào tạo trẻ của công ty thể thao Viettel, cảm thấy rất phấn khởi khi qua mỗi năm số lượng các đội tham dự giải lại tăng lên, chất lượng các trận đấu ngày càng tốt. Để kết nối một số lượng lớn các đội bóng tham dự như vậy, quả thực là một sự nỗ lực rất lớn của ban tổ chức. Với nhiệm vụ được giao là chúng tôi chỉ tổ chức trong một ngày nên là cũng rất khó khăn cho ban tổ chức. Thế nhưng mà với cái cách thức mà mình tính toán để làm sao để các con vẫn được chơi, và chúng tôi cũng đã phải đưa ra cái phương án thi đấu, tức là đối đầu trực tiếp. Nhưng làm sao trong mỗi bảng đấu tối thiểu là mỗi một câu lạc bộ, một trung tâm, các đội bóng đến dự đều được đá tối thiểu là 2 trận đấu trong một ngày. Thực ra thì nó cũng phải chuẩn bị trước khoảng độ 2 tuần. Tức là mình đã phải update, tức là cái này phải phối hợp rất nhịp nhàng với lại các trung tâm và câu lạc bộ, kể cả từ danh sách vận động viên đến số áo cầu thủ rồi đến những cái hồ sơ. Bóng đá cộng đồng ngày càng phát triển, những giải đấu như thế này không còn mang tính chất khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, mà sân chơi được mở rộng dành cho các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, nhiều trung tâm bóng đá cộng đồng ở các tỉnh miền núi như Tuyên Quang cũng đáp ứng được các điều kiện ăn ở, đi lại để tham gia giải đấu. Rất là phấn khởi cho cái phát triển bóng đá cộng đồng, bởi vì bây giờ thì mình nhìn nhận là, tức là không phải là các cái con trẻ tham gia nữa mà các phụ huynh lại cũng đồng hành cùng, thì đây là cái điểm mà mình nhận thấy là nó khác biệt. Nhưng năm nay ví dụ như một cái đội mà tỉnh xa đến thì có khi là lực lượng phụ huynh đi cũng ngang với lại các con, tức là hai cái lực lượng là tương đồng. Thế như vậy thì nhìn nhận thấy là các phụ huynh rất quan tâm về bóng đá, và nó cũng xuất phát từ các phụ huynh và các nhà trường nữa, cho nên là cái việc mà phát triển bóng đá thì bây giờ nó thuận lợi hơn, và các cái trung tâm cộng đồng thì cũng căn cứ vào đó mà phát triển được nhiều hơn, và các cái địa phương ấy thì cũng phát triển mạnh về bóng đá cộng đồng nhiều hơn. Với nhiều trung tâm bóng đá cộng đồng, giải đấu này chẳng khác gì một festival bóng đá. Thay vì được giao lưu với các đội bóng quen thuộc ở cùng địa phương, họ có cơ hội giao lưu cọ sát với các tỉnh khác, học hỏi cách thức tổ chức, xây dựng đội bóng. Rất là cảm ơn đơn vị Viettel đã có tổ chức một cái giải đấu, thì em nghĩ là nó có rất là nhiều giá trị đối với những cái trung tâm bóng đá cộng đồng tham gia ngày hôm nay. Thì em cũng nhận được cái thông tin ở trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trong một cái nhóm, trong đó có rất là nhiều những đơn vị bóng đá cộng đồng, và mọi người đều rất hào hứng để tham gia giải đấu này. Được biết đây cũng là giải đấu mà với cái quy mô rất lớn, đặc biệt là khâu tổ chức cũng rất là chuyên nghiệp, và ngày hôm nay thì tại đây thì mình có thể thấy rằng tất cả câu lạc bộ đều chơi rất là tốt, đều có những cái công tác tổ chức rất là tuyệt vời, và rõ ràng nó là một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm tuyệt vời dành cho các cầu thủ nhí của bên mình. Đây sẽ là một cái dịp để kết nối giữa các cầu thủ với nhau, giữa các trung tâm với nhau, và tạo nên được một cái môi trường rất là cạnh tranh và cũng rất là thúc đẩy phát triển. Và cái bóng đá học đường là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mỗi nền bóng đá, và mình nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Số lượng các đội bóng tham dự giải bóng đá cộng đồng Cúp Viettel 2024 tăng vọt là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy uy tín của giải đấu do Viettel tổ chức, kết nối. Thêm vào đó, đây là sân chơi có lợi cho tất cả, từ công ty thể thao Viettel, đơn vị tổ chức trong việc tìm kiếm nhân tài, cho tới các trung tâm bóng đá cộng đồng, và đương nhiên cho những nhân vật chính, các cầu thủ nhí yêu bóng đá.